Tô ở dưới đi. Tô gì mà tô? Hà nó xem nào. Chị bác thấy có vẻ đẹp nhất đấy. Trông một con có ít lên. Cái này con vẽ thêm ấy. Bao nhiêu ấy? Vẽ xem nào. Đấy. Thiếu về phối màu ấy. Mà cái mắt nó hơi sao. Mắt thì chị nhỉ? Mắt đen nhảy luôn đi. Nhảy như là ma ấy. Như con Doraemon sắp xong ô tô chưa? Được. Rồi lái nhá.